Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chuyện vui kể rằng trong một lần phát động phong trào an toàn giao thông, Liên Hiệp Quốc đã tổ chức một cuộc thi xã luận với chủ đề Con đường với cuộc sống. Rất nhiều nước tham gia và được đánh giá rất cao, chẳng hạn nước Pháp với bài Con đường tình yêu, nước Mỹ với bài Con đường rút lui sau khi phát động chiến tranh, nước Ý đóng góp với bài Những con đường trong tranh trường thường, nước Anh với bài Đường đến các trường đại học và câu lạc bộ bóng đá, nước Đức với bài Luận về con đường trong triết học, nước Singapore với bài Cần phải làm gì để các con đường luôn được sạch sẽ, nước Trung Quốc thì đóng góp với bài Người ta có thể làm những con đường giả, đường nhái được không? Đặc biệt Việt Nam của chúng ta lại đóng góp 4 bài, đó là tại sao cần đào lấp khi đường đã trở thành sông, những con đường cát bùi và đặt tạm bốt trên đường nào để có lời. Vâng, con đường thật muôn màu muôn vẻ, có con đường vật chất để đi và cũng có con đường là hướng đi của một đảng phái hay của cả một dân tộc, một đất nước. Con đường tốt để phục vụ tốt cho con người, cho cuộc sống, ngược lại sẽ là bất hạnh cho những ai đi trên con đường xấu. Việt Nam của chúng ta đang đi trên con đường mà nhân loại không ai muốn đi. Có người đã nói xã hội văn minh đã vứt bỏ nó rồi. Có người bảo con đường này không có đích. Có người thì cho rằng nó viển vông. Người dẫn đường thì quả quyết rằng hết thế kỷ này liệu đã đến được chưa? Dù ai nói gì thì dân tộc Việt Nam đang đi trên con đường vinh quang này gần 100 năm qua, với những cung đường đào lên lấp xuống, trở thành dòng sông đầy cát bụi và hằng hà sa số trạm bót, để phanh thây uống máu và xây xác quân thủ. Con đường và đôi chân đã trở nên bạn hữu. Đường không có dấu chân người sẽ không còn là con đường, chỉ là cỏ dại hoang vu phủ kín lối đi. Người không có đường sẽ không biết về đâu, có khi còn mất cả hướng đi. Con người và con đường, đôi bạn làm nên cuộc đời của nhau. Con người làm thành lối mòn cho con đường, và con đường thành một kỷ niệm đẹp cho con người một khi đã đi qua, và thậm chí góp phần tạo nên chính con người. Lỗ Tấn được cha mẹ gửi sang du học tại Nhật Bản. Ông theo học ngành y, tình cờ ông được xem một đoạn phim thời sự, trong đó có cảnh người Trung Quốc bị người Nhật hành hình. Điều đáng buồn là rất nhiều người Trung Quốc khỏe mạnh đứng xem với một vẻ mặt đần độn, không phản ứng gì. Ông lập tức bỏ học ngành y khi đang học dở năm thứ hai của đại học và chuyển sang viết văn. Ông nhận định rằng nếu học chữa bệnh trong lúc này thật là không quan trọng, bởi dân mà còn ngu muội hèn nhát thì dù thân thể có khỏe mạnh thì cũng chỉ là nô lệ mà thôi. Từ đó ông muốn dùng ngòi bút để chữa bệnh tật cho tâm hồn, tính cách của dân tộc ông. Chính ông là tác giả câu nói nổi tiếng để khích lệ những người mở đường. Kỳ thực trên mặt đất vốn làm gì có đường, người ta đi mãi rồi thành đường mà thôi. Hôm nay giữa sa mạc hoang vu, Gioan mời gọi mọi người hãy làm thành một con đường, một con đường thẳng ngay cho thay cho con đường quanh co, một con đường bằng phẳng thay cho đồi núi gồ ghề, một con đường vốn không có ở hoang địa. Nhưng Gioan mời gọi mọi người hãy đi vào hoang địa,
để tạo thành một con đường sám hối ăn năn cho con Chúa Trời ngự đến. Hãy mở lối trong hang địa bằng lối mòn của tình người, liên đới, cảm thông và chia sẻ. Hãy mở lối cho con người đến với nhau trong hòa bình, nhân ái và yêu thương cũng như sự thật. Đường của yêu thương xóa bỏ ngăn cách hận thù. Đường của tha thứ để xây dựng tình bằng hữu, anh em bốn biển một nhà. Đường của bác ái để xây dựng hạnh phúc cho tha nhân. Đường của sự thật để đem lại tự do, công lý, nhân phẩm và nhân quyền. Còn đường của nước trời còn hướng cho mọi người biết nhìn về trời cao để sống thanh thoát giữa những bon chen của trần thế, vượt lên trên những tham sân si để sống vui tươi và hạnh phúc. Xã hội hôm nay như một hoang địa đầy dẫy những bất công, bóng tối, tội lỗi và xấu xa. Con người sống với nhau thiếu tình người và thiếu cả tính người. Một xã hội mà sự ích kỷ, hẹp hòi, hận thù, ghen ghét đang hoành hành. Một xã hội được định hướng để sẵn sàng trà đạp lên công lý và sự thật, nhân phẩm và nhân quyền. Một xã hội đang bị nhiễm độc bởi chủ thuyết vô thần, giải thiêng, con người chạy theo trào lưu tự do hưởng thụ, sống không có đời sau. Kẻ bất chính thì được tôn vinh, người công minh thì bị đày đọa. Những người lên tiếng trước những bất công của xã hội, cảnh tỉnh trước nguy cơ mất nước, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, bảo vệ tương lai giống nòi của dân tộc, bảo vệ môi trường sống trong lành và an toàn, cố gắng mở một con đường cho dân tộc, cho đất nước, cho tương lai, cho công lý và hòa bình, cho dân chủ và tự do, cho nhân phẩm và nhân quyền, thì bị sách nhiễu, đàn áp, khủng bố, đấu tố, loại trừ, bắt bớ và tù đày. Chúng ta hãy cầu nguyện và tiếp bước con đường của họ. Chúng ta cũng đừng quên cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo đất nước được ơn khôn ngoan và sáng suốt, biết tôn trọng công lý và sự thật, nhân phẩm và nhân quyền, biết dùng quyền lực mà Thiên Chúa đã ban để xây dựng và kiến tạo một đất nước độc lập, tự do, dân chủ, đích thực. Cuộc đời rất cần những con đường, đừng mở đường để gây đau khổ cho nhau bằng chiến tranh, hận thù. Đừng mở đường để tìm tư lợi. Hãy mở đường để tạo tình liên đới giữa con người với nhau. Mở đường để phục vụ cho nhu cầu con người, chứ không phải cho lợi ích của một nhóm người, một giai cấp hay đảng phái nào khác. Lời ngôn sứ Gioan vẫn đang mời gọi chúng ta hãy mở đường cho Chúa ngự trị. Gioan vẫn thiết tha mời gọi chúng ta hãy san bằng đồi núi của kiêu căng, hãy lấp đầy thung lũng của đam mê tật xấu, hãy nắn cho ngay thẳng tính gian dối hại người, hãy sống một cuộc đời cho xứng với lòng sám hối ăn năn, để cho con Chúa Trời giáng trần nơi cung lòng của mỗi người chúng ta. Ước gì mỗi người chúng ta hôm nay là Kitô hữu, là con cái và là môn đệ của Ngài, chúng ta biết dùng chính đời sống bác ái yêu thương của mình để làm chứng cho niềm tin của chúng ta và diễn tả cho tình yêu của Thiên Chúa, là cho chúng ta biết dám sống và dám chết cho công lý và sự thật, hầu mở lối cho con người đến với công lý, sự thật, tình yêu, ơn cứu độ, và làm cho danh Cha cả sáng, nước Cha hiển trì. Amen.